Những bài học đắt giá từ sự kiện kết nghĩa vườn đảo của ba anh em Lưu, Quan, Trường. Ý nghĩa sống, xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sâu hơn về một sự kiện nổi tiếng trong Tam Quốc diễn nghĩa, sự kiện kết nghĩa vườn đảo của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi. Đây không chỉ là một câu chuyện cảm động, mà còn là bài học sâu sắc về tình nghĩa, sự hy sinh và lòng trung thành. Một tình bạn keo sơn đã trở thành biểu tượng vượt thời gian. Vào thời điểm ấy, đất nước Trung Hoa đang trong giai đoạn loạn lạc, nhà Hán suy tàn, loạn lạc và bất ổn. Vua Hiến Đế nhu nhược, bị bọn hoạn quan thao túng, đẩy người dân vào cảnh khốn cùng. Giặc Khăn Vàng nổi lên như một phong trào chống lại triều đình suy yếu, khiến mọi nơi chìm trong cảnh hỗn loạn, dân tình điêu đứng. Trước tình cảnh ấy, những người dũng cảm và có chí khí đứng lên bảo vệ nhân dân là tia sáng hy vọng, mang lại sự an ủi cho bách tính trong thời kỳ đen tối này. Ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi cũng là những người mang lý tưởng ấy trong mình. Xuất phát điểm của họ khác nhau, nhưng khát vọng chung đã đưa họ đến với nhau và cùng nhau họ lập nên một lời thề sắt đá. Lời thề trong vườn đảo không đơn thuần là một lời hứa, mà là tuyên ngôn về một tình cảm vững bền. Lưu Bị, người anh cả trong ba người, xuất thân là hậu duệ của hoàng thất nhà Hán, nhưng lại phải trải qua tuổi thơ nghèo khó, sống bằng nghề đóng dép và dệt chiếu. Tuy nhiên, trong con người ấy là lòng kiên định, tinh thần trách nhiệm với đất nước và khát vọng bình yên cho người dân. Quan Vũ, người em thứ hai, là một võ sĩ lẫy lừng với dáng vẻ uy nghiêm, lòng nghĩa khí cao vời và phẩm chất trung thành tuyệt đối. Trương Phi, người em út, tuy bộc trực, nóng nảy nhưng lại trung thực và mang sức mạnh phi thường. Mỗi người một tính cách, một điểm mạnh khác nhau, nhưng khi hợp lại, họ đã tạo thành một khối sức mạnh vững chắc. Khung cảnh của buổi kết nghĩa tại vườn đào được La Quán Trung miêu tả thật nên thơ và thiêng liêng. Giữa một khu vườn hoa đào nở rộ, ba người quỳ xuống trước trời đất, hương thơm tỏa ra từ những cánh hoa như làm chứng cho lời thề của họ. Họ hứa sẽ cùng nhau sống chết, dù không sinh cùng ngày, nhưng nguyện chết cùng ngày. Lời thề ấy đã trở thành sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau, không chỉ trong những trận chiến, mà còn trong từng quyết định và mỗi bước đi. Đối với họ, tình nghĩa là trên hết và bảo vệ nhau là sứ mệnh. Chính điều đó đã biến họ trở thành một trong những tập hợp anh hùng được ngưỡng mộ nhất trong văn học và lịch sử Trung Quốc. Bài học đầu tiên mà sự kiện kết nghĩa vườn đào đem lại cho chúng ta là bài học về lòng trung thành. Lòng trung thành của ba anh em không phải chỉ là sự gắn bó vì cùng một lợi ích, mà là một niềm tin tưởng tuyệt đối vào tình nghĩa và vào lời thề. Quan Vũ, trong suốt cuộc đời mình, đã nhiều lần chứng minh lòng trung thành tuyệt đối của mình với Lưu Bị và Trương Phi. Khi bị Tào Tháo bắt giữ, Quan Vũ đã được ban cho chức tước và vinh hoa, nhưng ông không chút dao động, quyết tâm tìm cách trở về với hai người anh em của mình, bởi ông không thể bỏ rơi lời thề vườn đảo. Sự trung thành này không chỉ là gương mẫu về phẩm chất cá nhân, mà còn là minh chứng cho một mối quan hệ chân thành, vượt qua mọi cám dỗ vật chất. Nó cho chúng ta thấy rằng, trong một ekip, trong tình bạn, trung thành là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Kế đến, câu chuyện kết nghĩa vườn đảo còn cho chúng ta bài học quý giá về tình anh em. Ba người với ba xuất thân và tính cách khác nhau đã hòa hợp với nhau, bổ sung và bảo vệ lẫn nhau. Lưu Bị là người thông minh, biết lắng nghe và suy xét kỹ lưỡng. Quan Vũ là người kiên trung, dũng mạnh và tôn trọng danh dự. Trương Phi là người thẳng thắn, bộc trực, luôn sẵn lòng chiến đấu hết mình vì nghĩa. Nhờ những tính cách này mà họ đã tạo nên một sự gắn kết hoàn hảo, không gì có thể phá vỡ. Sự phối hợp của họ trên chiến trường, mỗi người đóng một vai trò quan trọng, đã giúp họ không chỉ lập nên những chiến công hiển hách, mà còn mang đến cảm giác an tâm, sự vững chãi mà cả ba dành cho nhau. Đây là tình anh em đích thực, tình thân ái mà bất kỳ ai cũng mong muốn có được. Một yếu tố đáng chú ý trong tình bạn giữa ba anh em chính là sự tôn trọng và khiêm nhường. Dù là người đứng đầu, Lưu Bị không bao giờ áp đặt hay lấn át Quan Vũ và Trương Phi. Ngược lại, ông luôn tôn trọng ý kiến của hai người em, xem họ là những người đồng hành không thể thiếu. Điều này giúp duy trì mối quan hệ của họ, bởi không ai trong ba người cảm thấy mình bị xem thường hay bị lấn át. Ngày nay,
khi sự cạnh tranh và tư lợi cá nhân đôi khi làm mờ đi tình bạn. Bài học từ tình anh em của Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi thực sự là điều đáng để chúng ta suy ngẫm. Bài học tiếp theo từ câu chuyện kết nghĩa vườn đào là về sự hy sinh và lòng dũng cảm. Ba anh em đã nhiều lần cùng nhau vào sinh ra tử, trải qua những trận chiến ác liệt, trong trận đánh với giặc Khăn Vàng, hay khi phải đối đầu với các thế lực mạnh mẽ như Tào Tháo và Đông Ngô, họ luôn sát cánh bên nhau. Mỗi người sẵn lòng hy sinh bản thân để bảo vệ lẫn nhau, như cách mà Quan Vũ và Trương Phi đã nhiều lần đứng ra đỡ đạn, bảo vệ Lưu Bị trong các trận chiến cam go. Hình ảnh ấy thật đáng khâm phục, là minh chứng rõ ràng rằng tình anh em vượt qua mọi hiểm nguy. Khi có được tình bạn và sự đồng lòng như vậy, họ đã không ngại ngần đối diện với bất kỳ thách thức nào. Đây là bài học về lòng can đảm và sự hy sinh, rằng trong cuộc sống, đôi khi ta cần sẵn lòng hy sinh vì những người mình trân trọng. Thêm vào đó, sự kiện kết nghĩa vườn đào còn nhấn mạnh tầm quan trọng của lòng kiên định và lý tưởng sống. Từ lúc kết nghĩa, ba anh em đã thề nguyện sẽ cùng nhau cống hiến cho đại nghĩa, bảo vệ bách tính và lập lại hòa bình. Con đường họ chọn không hề dễ dàng, nhưng họ luôn giữ vững ý chí và quyết tâm. Họ không bao giờ từ bỏ lý tưởng của mình, dù có phải chịu đựng bao nhiêu gian khổ. Trong thời đại ngày nay, khi mà sự sao động và dao động trong lý tưởng sống dễ dàng xảy ra, bài học về sự kiên định và lý tưởng từ ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi thực sự là lời nhắc nhở cho mỗi người. Nếu có một lý tưởng đúng đắn và giữ vững lý tưởng ấy, chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa trong từng hành động và lựa chọn của mình. Câu chuyện này còn để lại một bài học về sự đoàn kết và sức mạnh của sự đồng lòng. Ba anh em Lưu, Quan, Trương là minh chứng rõ ràng rằng khi có sự đoàn kết, chúng ta có thể vượt qua bất kỳ thử thách nào. Khi cùng nhau đối mặt với kẻ thù, ba người họ đã tạo thành một sức mạnh khó có thể đánh bại. Chính sự đoàn kết này đã giúp họ lập nên những chiến công vang dội, vượt qua bao nhiêu kẻ địch và giữ vững lòng tin trong lòng người dân. Trong một thế giới mà đôi khi chúng ta dễ bị chia rẽ bởi những khác biệt cá nhân, sự đoàn kết và lòng tin tưởng nhau vẫn là nền tảng bền vững nhất để vượt qua mọi khó khăn. Kính thưa quý vị và các bạn, câu chuyện kết nghĩa vườn đào của ba anh em Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi không chỉ là một câu chuyện anh hùng, mà còn là bài học quý giá về đạo đức và tình người. Nó nhắc nhở chúng ta về giá trị của tình bạn chân thành, của lòng trung thành, của sự hy sinh và lòng kiên định. Những giá trị ấy không chỉ tồn tại trong quá khứ mà còn mang ý nghĩa to lớn trong cuộc sống hiện đại của chúng ta. Khi nhìn vào tình bạn giữa Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi, chúng ta thấy rằng tình cảm chân thành và sự trung thành không chỉ là những giá trị cần có mà còn là nền tảng để xây dựng những mối quan hệ vững chắc và bền lâu. Trong một xã hội ngày càng coi trọng thành công cá nhân, đôi khi chúng ta quên mất giá trị của tình bạn thật sự, nơi không có chỗ cho sự tính toán và vụ lợi. Chính vì vậy, câu chuyện kết nghĩa vườn đào đã trở thành biểu tượng bất hủ cho tình nghĩa anh em vượt qua mọi khó khăn, mọi thử thách. Khi ba anh em lập lời thề sống chết có nhau trong vườn đào, họ không chỉ đang hứa hẹn với nhau mà còn cam kết với trời đất, với chính lương tâm của mình. Trong từng hành động, từng quyết định, họ luôn đặt tình nghĩa lên hàng đầu, không bao giờ rời bỏ nhau dù trong những thời điểm nguy nan nhất. Điều này nhắc nhở chúng ta rằng có những giá trị cao quý không thể mua được bằng vật chất hay địa vị, mà chỉ có thể đạt được bằng sự chân thành và sự hy sinh. Bài học cuối cùng và sâu sắc nhất từ câu chuyện của họ là ý nghĩa của việc sống vì một lý tưởng lớn. Lưu Bị, Quan Vũ và Trương Phi không chỉ kết nghĩa với nhau để chia sẻ hoạn nạn, mà họ còn kết nghĩa để cùng nhau thực hiện một lý tưởng, bảo vệ đất nước, mang lại hòa bình và hạnh phúc cho nhân dân. Chính lý tưởng đó đã giúp họ vượt qua bao thử thách, vượt lên trên những ham muốn cá nhân và sống một cuộc đời đầy ý nghĩa. Đây là bài học lớn lao cho mỗi chúng ta. Khi có một lý tưởng và sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng ấy, cuộc đời ta sẽ trở nên phong phú và ý nghĩa hơn rất nhiều. Nhìn lại, sự kiện kết nghĩa vườn đào không chỉ là một sự kiện trong Tam Quốc diễn nghĩa, mà còn là một tấm gương về đạo đức và nhân cách cho mọi thế hệ. Dù là trong quá khứ hay hiện tại, những phẩm chất như lòng trung thành, tình bạn, sự hy sinh và ý chí kiên định
luôn là những giá trị cao đẹp nhất của con người. Chúng ta có thể áp dụng những bài học từ câu chuyện này vào cuộc sống để biết trân trọng những mối quan hệ thực sự, để biết giữ vững lời hứa và sống một cuộc đời đáng tự hào. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Nếu thấy video này hữu ích, hãy like, share và subscribe kênh Ý Nghĩa Sống để không bỏ lỡ những video thú vị và bổ ích khác. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.